Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp trên gian Shopee Mall. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau của video. Tiếp tục với hành trình trừ tà của Alice. Lần này bà sẽ phải đối mặt với những nỗi sợ sâu thẳm trong ký ức, chính là những trận đòn roi từ ông bố vô thần. Mỗi khi bà nói chuyện với các linh hồn, chính là cái chết của người mẹ. Khi bà vô tình thả một con quỷ đến thế giới thực, sau bao nhiêu năm trốn tránh khỏi những ký ức tồi tệ, Alice một lần nữa phải quay về căn nhà xưa và đối mặt với quá khứ. Đối diện với con quỷ mà bà đã thả ra, câu chuyện của bà sẽ có trong Insidious 4 The Last Key, một bộ phim không hề đáng sợ, năm 1953 tại New Mexico, nhưng mà là Mỹ. Chúng ta có Alice thời còn nhỏ, năng lực ngoại cảm của bà đã bộc lộ từ sớm. Thế nên ngoài thằng em trai thì Alice có thêm rất nhiều bạn, nhưng không ai nhìn thấy cả. Mẹ của bà thuộc kiểu người con hư cũng là con mẹ, luôn tin tưởng Alice. Bà mẹ còn đưa cho em trai Alice một chiếc còi để thổi lên nếu thấy sợ hãi. Nhưng ông bố cựu quân nhân thì không tin vào ma quỷ. Thứ duy nhất ông tin là đánh con bằng gậy để có thể khiến nó bình thường trở lại. Alice thì được cái lì giống bố, quyết bảo rằng mình thấy được ma quỷ. Thế là bị bố phạt nhốt dưới tầng hầm. Bà vừa hí húi mở cái máy phát để bật cái đèn cũ thì con ma lại tắt phụt đèn đi. Nó muốn dọa sợ Alice, khiến cô bé tìm đến nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, một tia sáng mà con ma chiếu qua ổ khóa của một cánh cửa. Nó giả giọng trẻ con để dụ dỗ Alice mở cửa ra, lợi dụng khả năng tâm linh của bà để mở đường giữa The Further và thế giới thực tại. Khi cánh cửa mở ra, đôi mắt Alice trợn trắng, căn nhà rung lên như sàn ba. Bà mẹ lo lắng vội xuống kiểm tra con gái, thế là bị con quỷ siết cổ chết luôn. Đến lúc Alice tỉnh lại thì còn nhìn thấy bố đang ôm xác mẹ trong đau đớn. Ký ức đó ám ảnh trong giấc mơ của Alice tới tận hiện tại. Hiện tại là khoảng sau Insidious 3, nhưng mà chưa đến lúc gặp gia đình George ở phần 1, Alice thì bắt đầu kết hợp với hai anh trợ thủ thành lập một đội trừ tà. Hôm nay có một khách hàng gọi đến, mà địa chỉ lại chính là căn nhà tuổi thơ của Alice. Bà lập tức từ chối, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, Alice quyết tâm ngã ở đâu gấp đôi ở đấy, và cùng hai anh trợ thủ quay về New Mexico. Đón chào Alice ở ngôi nhà cũ là Gaza, người đàn ông chuyển đến sống ở đây và gặp ma. Căn nhà không hề thay đổi chút nào, nội thất bền hơn hàng mã, 50 năm vẫn dùng ngon, đúng là đồ Mỹ, mỗi tội có ma. Gaza thì cũng nghèo, phải đi mua bất động sản tâm linh này, nên cũng không thay đổi gì về đồ đạc. Gaza đã phong ấn căn phòng có ma bằng một chồng sách kinh thánh, mà đấy chính là phòng ngủ của Alice. Trên tường vẫn hằn những vết tay bà chống vào mỗi khi bị đánh. Kế hoạch của Alice là một mình ở trong nhà dụ ma, còn ba thằng đàn ông ngồi ngoài xe dõi camera. Alice bắt đầu đi khắp nhà tìm kiếm. Đoán xem bà tìm thấy gì? Đấy là đợt flash sale của 360 Boutique, nhãn hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu trên gian Shopee Mall. Bạn quá đau đầu với việc phải lựa chọn quần áo. Bạn cần một chiếc áo mới dễ phối với tủ đồ của bạn. Bạn muốn một phụ kiện phù hợp với nhiều dịp khác nhau. Hãy đá ngay cho mình một chiếc polo từ 360 Boutique chỉ với 189k. Bạn đã có ngay cho mình một chiếc áo polo không thể nào mà ưng ý hơn. Làm từ chất liệu cá sấu thoáng mát, dễ chịu và chống nhăn tuyệt đối, với hai màu trắng và đen tối giản, cực dễ để phối đồ theo đủ kiểu phong cách khác nhau, phù hợp với gần như mọi trường hợp mà bạn cần mặc áo. 189k. Woo! Link mua hàng ở dưới phần mô tả và bình luận. Ngoài nó ra thì Alice còn tìm thấy cái còi mà bà mẹ năm xưa đưa cho đứa em trai. Bà mừng rỡ đeo nó lên cổ rồi đi khắp nhà, sống lại quá khứ qua những món đồ chơi cũ vẫn còn ở đó, cho đến khi một bóng người xuất hiện sau lưng bà. Nhưng mà hú hồn, chỉ là một bộ quân phục cũ với một chùm chìa khóa treo ở thắt lưng. Đúng lúc ấy Alice thấy có bóng chân sau cái cửa. Bà đi theo ra bên ngoài thì thấy cái bóng lại hiện ở dưới tầng 1. Alice vẫn tiếp tục đi theo vào đến phòng giặt tối om. Hai trợ thủ thì vẫn dõi theo qua chiếc camera. Họ thấy một đôi chân trên bàn và một cô gái trong góc nhà, liền vội cảnh báo cho Alice. Nhưng mà công việc của bà là phải đi tiếp chứ không được quay đầu chạy. Bà vươn tay ra muốn chạm con ma thì nó chợt tóm lấy cổ bà và lấy đi chiếc còi. Điều hay ho là Alice biết mặt con ma này. Hồi 16 tuổi, bà có nhìn thấy nó một lần trong phòng giặt đồ. Lần đó bị ông bố phát hiện ra, thì ngay khi ông định đánh đập Alice, bà đã giằng ra và bỏ trốn khỏi căn nhà này, để lại đứa em trai mắc kẹt cùng ông bố quái đản. Đấy là lý do mà bà không hề biết về tình trạng của ngôi nhà, cho đến khi Gaza gọi đến. Dù sao thì mới đầu phim, điều tra thế là đủ rồi. Ngày hôm sau, Alice ra quán ăn quen thuộc. Đầu tiên là gặp hai đứa cháu gái, Melissa và Imogen. Sau đấy thì em trai của bà cũng xuất hiện. Nhưng mối quan hệ của cả hai thì không hề tốt. Ông hận bà vì năm xưa đã để ông lại một mình với ông bố, và không phải vết thương nào qua thời gian cũng có thể chữa lành được. Cuộc hội ngộ gia đình này đau thương vãi, làm cho Alice khóc thít đến mức cổ thành hình trái tim. Cơ mà hai đứa cháu lại rất thân thiện, nên Alice nhờ gửi ảnh chiếc còi cho em trai thay cho lời xin lỗi đến với ông. Gửi ảnh thôi chứ mà còi thật thì con ma nó lấy mất rồi còn đâu. Buổi tối hôm đó, cuộc điều tra tiếp tục. Alice cố gắng giao tiếp với con quỷ và nó đáp lại bằng tiếng thổi còi.
Bà và một anh trợ thủ đi theo tiếng động, mò xuống tầng hầm năm xưa. Tiếng còi phát ra từ chính cánh cửa năm xưa, giờ được ngụy trang thành bức tường. Bà tới đó và bắt đầu chơi trò dân hỏi bộ trưởng thổi còi. Đồng ý thì thổi một phát, không đồng ý thì thổi hai phát. Con ma muốn cho Alice thấy thứ đằng sau bức tường. À không, là cái cửa bị ngụy trang thành tường mới đúng. Thế là sau 50 năm, Alice lại mở một cánh cửa kỳ lạ vì con ma bảo thế. Bà mới lấy chìa khóa chỗ bộ quân phục, mở cánh cửa đó ra. Lần này bên trong có một bóng ma cô gái bị xích trong góc, mà chiếc còi cũng ở trong đó luôn. Cô gái bỏ ra gần Alice cầu cứu. Alice chưa vội mà cầm còi lên định thổi. Thế là một con ma hét vào tai bà rằng: "Cứu cô ấy!" Làm cho chiếc đèn pin bị văng ra. Cô gái kia lò dò đến nhặt chiếc đèn lên, soi vào mặt rồi cầu cứu. Hóa ra cô gái bị xích là người chứ không phải ma. Alice và anh trợ thủ định cứu cô, thì Gaza cầm súng chặn ngoài cửa. Hắn chính là kẻ biến thái đã nhốt cô gái ở đây. Hắn chỉ vào đầu mà bảo: "Con ma ở trong tôi." May mà không chỉ vào mông. Hắn run rẩy lưỡng lự muốn tự sát, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại thôi, và nhốt cô gái, Alice và anh trợ thủ béo ở trong, rồi xách súng đi tìm anh trợ thủ gầy. Nhưng căn nhà lại quá nhiều chỗ lẩn trốn. Thế là anh trợ thủ bong Gaza được một phát, rồi tiễn hắn luôn về với đất mẹ. Những gì diễn ra tiếp theo giờ là chuyện của cảnh sát. Vậy hóa ra kết cục của phần này là một kẻ sát nhân, với bài học là ma quỷ vẫn không đáng sợ bằng lòng dạ con người. Không không, phim vẫn chưa hề kết thúc. Ngày hôm sau, gia đình em trai Alice đến căn nhà đó, bởi vì ông em trai muốn tìm lại chiếc còi. Hai cô con gái cũng chia nhau ra để tìm. Cô em Melissa tự dưng nghe thấy tiếng bố gọi, liền đi xuống tầng hầm. Nhưng dưới đấy chẳng có ông bố nào cả, chỉ có tiếng leng keng của chìa khóa vang lên. Tôi mà ở đấy thì có mà chạy vội. Còn Melissa thì đi ra xem có chuyện gì. Thế là bị con ma tay chìa khóa tấn công. Đến bây giờ con quái vật năm xưa mới lấp ló xuất hiện phía sau bộ ngực của Melissa. Nó đè lên cô bé, dùng chìa khóa trên một ngón tay đâm vào cổ họng, rồi khóa đi âm thanh phát ra từ đó. Đúng là năng lực khiến mọi quý ông có gia đình đều phải ao ước. Alice lúc này đột nhiên quay về căn nhà. Có lẽ do vũ trụ gửi thông điệp đi tìm cháu gái, mà Melissa đang bị một chiếc chìa khóa khác cắm vào ngực, khiến đầu cô bé ngoẹo sang một bên. Đến khi Alice chạy xuống buồng giam lúc trước, thì Melissa đã chỉ còn là cái xác không hồn bị xích cổ. Ông Bo lập tức gọi cứu hộ. Nhưng cô chị gái Imogen biết bệnh viện không thể cứu được em, vì chả có bác sĩ nào biết chống lại thế lực tâm linh cả. Cô biết thế vì cô có khả năng giống Alice, nhưng chưa bao giờ dám nói ra vì ông Bo không thích. Imogen quyết tâm ở lại với Alice để trừ tà. Kế hoạch của Alice là tự đi tìm ma cùng với anh trợ thủ dâu dài, còn anh còn lại đi tìm cuốn kinh thánh yêu quý của Gaza cùng cô cháu gái, để có thể liên lạc linh hồn tên biến thái đó nếu cần. Alice lại đi xuống tầng hầm. Lần này bà cảm nhận được có gì đó sau cửa thông gió. Đó là một chiếc váy ngủ nhầu nát. Alice chạm vào đó và thấy được những ký ức gắn liền với chiếc váy. Hóa ra kẻ làm ra chiếc hầm kín chính là bố của Alice. Chính ông ta cũng đã từng bắt cóc các thiếu nữ và nhốt vào đây. Còn việc làm thế nào mà một cựu quân nhân vô công rồi nghề có đủ tiền để nuôi bốn miệng ăn thì tôi cũng chịu. Con ma đã mách cho Alice cứu cô gái kia, chính là cô gái từng bị bố Alice nhốt. Một lần cô ta tìm được cách đi ra ngoài, lại tình cờ gặp được Alice năm 16 tuổi. Alice lúc đó nhìn cô lại cứ tưởng là hồn ma. Đúng lúc đấy ông bố phát hiện ra. Mà nếu bạn không nhớ thì đây chính là lúc mà Alice đã tức giận bỏ nhà đi. Và kết cục của cô gái đó chính là bị ông bố đánh đến chết. Biết được sự thật này, Alice nhận ra: một là ông bố với Gaza giống hệt nhau; hai là bà đã có cơ hội giúp đỡ cô gái đó mà không hề hay biết. Điều thứ hai khiến Alice cực kỳ hối hận. Lúc này cả hai chợt nhận ra có một sợi chỉ trên váy bị kéo lại, như muốn gọi Alice đi vào ống thông gió. Sau khi tháo chiếc quạt bên ngoài ra, cả hai nhìn thấy một chiếc vali sâu bên trong. Thay vì lấy cái gì đó khều ra, Alice lại bỏ vào trong để kiểm tra. Đoạn này thì không dọa, nhưng mà nhạc nền thì vô cùng chiếu khọ. Bên trong chiếc vali là đầu lâu cô gái cùng với một số đồ đạc tùy thân. Alice tiếp tục mò vào sâu hơn và phát hiện ra một đống vali khác nhau, mỗi cái lại có một chiếc đầu lâu và vài đồ lặt vặt. Mở đến chiếc vali thứ ba thì một con ma xông ra, lôi tuột Alice đến The Further. Ở đây bà gặp lại chính mình khi còn bé, đúng cái thời điểm khi xưa trợn trắng mắt. Bà lập tức dặn dò cô bé để thoát khỏi ám ảnh ông bố. Và tại sao bà không dặn luôn cô bé về cô gái tội nghiệp bị ông bố nhốt sau này? Ủa alo, cô bé thì lại bảo tất cả là lỗi lầm do con quái vật chìa khóa, và nó đứng ngay bên cạnh bà kìa. Ngay lúc đó con ma cũng thò một tay lên cổ Alice già, bắt giữ linh hồn bà. Hai anh trợ thủ muốn sang đó để cứu nhưng không thể. May là ở đây có Imogen, cô cháu gái có khả năng xuất hồn. Thế là cô bé được thôi miên, đưa sang The Further. Linh hồn cô gái bị hại đợi sẵn ở đó, đóng vai trò là người dẫn đường. Chứ Imogen thì biết gì mà tìm với chả cứu. Cả hai đi đến một cánh cửa màu đỏ. Linh hồn kia cho Imogen cái còi, rồi để cho cô gái tự mình đi vào. Bên trong là nhà tù với một đống cánh cửa.
Một cái trong số đó đang giam giữ Alice. Nội thất bên trong thì giống hệt với căn phòng ngủ hồi bé, mà bạn tù đối diện lại chính là ông bố. Con quỷ để cho ông đi sang phòng của Alice, khiến cho tâm trí bà lại ùa về những cảm giác bị đánh đòn năm xưa. Nhưng đấy không phải là cách mà con ma hoạt động. Nó đưa cho bà một cây gậy, rồi khơi lên máu điên trong bà, và trao cơ hội trả thù lên người bố. Con quỷ thì đứng đấy mà hấp thụ lòng hận thù rồi lớn mạnh dần. Đúng lúc đấy, Imogen đi tới. Cô bối rối chỉ biết gào tên Alice, giúp cho bà tỉnh táo lại. Alice liền nhận ra con ma đang lợi dụng mình, cũng như cách mà nó đã thao túng ông bố và cả Gaza. Con ma thì bực mình vì bị ngăn cản, liền quay sang tấn công Imogen, đem cô biến thành con tin như Melissa. Alice đề nghị đổi thân giả lấy hai cô bé, nhưng bị chê. Con ma tức giận muốn giết đi Melissa và cả Alice. Nhưng bóng ma ông bố đỡ cho bà một dao, rồi thều thào nói lời xin lỗi trước khi biến mất hoàn toàn. Nhưng con ma thì vẫn mạnh vô đối. Sau khi nhận sức mạnh từ màn con quất bố ban nãy, nó bắt đầu giơ một ngón tay khóa đi giọng nói Alice. Nếu nó tiếp tục khóa đi linh hồn bà thì tất cả sẽ thất bại. Imogen mới nhớ đến chiếc còi, liền ném ra chỗ Alice. Nhưng cô ném hơi ngu để phim có cái mà kịch tính. Thế là Alice cầm cây gậy thông mũi cho con ma như Kune, giúp cho bà lấy được cái còi, và bà dùng hết hơi mà thổi vào nó. Đó là tất cả những gì cần thiết để gọi mẹ Alice. Bà này vỗ một phát, con ma văng mút chỉ cả mau lân. Thề tôi xem đến đoạn này chỉ nghĩ tới cái tập mà mỗi khi Jerry huýt sáo là con chó Spy sẽ đến để đánh mèo tôm. Nhưng tóm lại thì con ma đã được giải quyết, cũng như là những ám ảnh về ông bố của Alice. Đã thế bà còn được gặp lại mẹ một lần cuối. Alice giờ chỉ còn việc dẫn cả nhà quay về. Giữa đường thì đi nhầm cửa, gặp phải cậu bé Dalton lúc ngã cầu thang trên gác mái ở phần 1. Sau đó dẫn Melissa về với cơ thể. Ở thế giới thực, cô choàng dậy nói với ông bố rằng nhờ Alice mà cô đã được cứu. Còn đám Alice thì cũng trở về thân xác của mình. Khi tỉnh lại thì cả bọn vào viện để thăm Melissa, mà mối quan hệ giữa Alice và em trai cũng đã bình thường trở lại. Tất cả đều nhờ vào chiếc còi. Lần này thì giấc ngủ của Alice đã bình yên trở lại, cho đến khi bà bật dậy giữa đêm khuya, thốt lên từ Dalton. Vừa lúc đó có cuộc điện thoại gọi đến, là Lauren gọi điện tới cầu cứu. Và sau đó là toàn bộ câu chuyện của Insidious 4, cũng là lời dẫn chuyện đến với phần Insidious 1 mà bạn có thể xem lại ở The Reviewer. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.